Việt Nam dù thuộc top đầu những quốc gia nhiệt thành sở hữu và đầu tư crypto nhất trên toàn cầu, nhưng một nghiên cứu mới đây cho thấy Việt Nam lại thuộc nhóm đạt lợi nhuận thấp nhất khi đầu tư Bitcoin. Nghiên cứu được thực hiện bởi Invest tiến hành tính toán trên 23 quốc gia có lượng đầu tư crypto cao trong năm 2021. Nghiên cứu cho thấy Thụy Sĩ là quốc gia dẫn đầu về lợi nhuận trung bình của các nhà đầu tư có lời khi đầu tư Bitcoin với 1,268 đô la Mỹ. Trong khi đó, tỷ lệ dân số đầu tư Bitcoin ở Thụy Sĩ chỉ có 1,8%. Còn tại Việt Nam, dù nằm trong top dẫn đầu về tỷ lệ dân số đổ tiền vào Bitcoin với 6,1%, nhưng lợi nhuận trung bình của các nhà đầu tư có lời chỉ 67 đô la. Lưu ý, đây là lợi nhuận hiện thực, tính trên chuỗi. Nghiên cứu này chỉ xét dữ liệu Bitcoin Gain, chưa xét tới Bitcoin Loss và nó chỉ gói gọn trong năm 2021, chưa tính 3 tháng suy giảm mạnh của Bitcoin trong năm 2022, nên có thể con số lợi nhuận trung bình sẽ giảm đi đáng kể.